Hello, xin chào các bạn nhé. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn. Wow, đầu tiên là một khẩu súng nước. Wow, super water gun. Wow, bình chứa nước màu vàng nhé. Thân súng là màu đỏ. Wow, full hài lòng luôn các bạn ạ. Ok, yeah. Tiếp đến đó là một con cua dễ thương nha các bạn ơi. Wow, con cua màu đỏ vàng, càng màu xanh này các bạn nè. Yeah, với nụ cười rất là duyên dáng. Ok, tiếp theo đó là một khẩu súng máy. Wow, của anh người nhẹ này, Spider-Man này, đang nằm trên này luôn các bạn ạ. Yeah, rất dài luôn các bạn ơi. Ok, tiếp đến là một con bọ hung này các bạn này. Con bọ hung ấy. Ok, wow, một khẩu súng lục có chạm khắc rồng các bạn nha, hai bên luôn luôn. Yeah, băng đạn màu vàng, có ống ngắm là màu xanh dương này, cái đập đen. Ok, wow, đây là một khẩu à. À, đây là mặt nạ của Daily, một nghệ sĩ mà rất nổi tiếng các bạn ạ. Ok, tiếp theo đó là một chiếc mặt nạ của Optimus. Wow, có viên ngọc màu xanh trên trán này các bạn này. Yeah, ok. Wow, một khẩu súng hình con chim các bạn ơi, shot out. Oh, wow, bắn đạn bóng các bạn này. Ok, tiếp đến đó là một khẩu súng máy giản dị. Wow, của anh Đình Mỹ đang ngắm bắn này, đạn quay vòng tròn khi bắn nha các bạn nha. Yeah, ok. Xem còn gì nữa nào. Wow, đây là một con ong màu vàng các bạn ạ. Yeah, ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng AK-47 rất là nhiều màu các bạn này. Này, màu trắng này, còn lại đóng băng hết. Ok. Yeah, quá nhiều đồ chơi luôn. Wow, một chiếc mặt nạ hút người khổng lồ xanh, riêng lông mày cả tóc màu đen thôi các bạn ạ. Yeah, ok. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.